Mình được tử vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem tử vi 12 côn giáp thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022, âm lịch là ngày 5 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này là ngày kỵ mùi, tháng quý mão, năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỳ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hát đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày kỵ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hải tý phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh xỉu, ất xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức, tốt mọi việc, sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sao hỏa thai xấu đối với xây dựng nhà cửa đổ mái sửa sang nhà cửa sao nhân cách xấu đối với việc giá thú khởi tạo và đặc biệt đó, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022, tức là ngày mùng 5 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường ngoại ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn. Nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Với bà tuổi Tý trong ngày thứ hai này, đa phạm phải cục diện ngũ hành, tí mùi tư hại. Cái điều này sẽ gây ra không ít rủi ro và tai ương cho vận trình của bạn ngày hôm nay. Dù bạn đã rất cố gắng và thận trọng hết mức có thể, xong với bạn vẫn không thể tránh khỏi được những lời dèm pha, cản trở của những kẻ tiểu nhân, khiến cho công việc của bạn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tiến độ công việc vì thế mà chậm lại đáng kể nữa lại thêm với bạn tuổi tý trong ngày này đang chịu sự tác động của thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn cũng không được êm ả cho lắm hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt những chuyện thị phi vây quanh khiến cho bạn tuổi tý cảm thấy mệt mỏi và phải giải quyết hết lần này tới lần khác tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào nhé Ngày này, bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Điều này cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng không được khả quan cho lắm. Lúc này, bạn cần nhất là sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi, thư giãn, tích cực rèn luyện và chăm lo cho bản thân mình thật tốt nữa bạn tuổi Tý nhé. Vài câu quyết cho bà tuổi Tý trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tiểu nhân ngáng trở, gặp nhiều rủi ro. Từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy sẽ bị gièm pha, công việc gặp nhiều khó khăn. Từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt, vì hiểu lầm Linh Minh, tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, cố gắng giải thích nhưng không nhận được sự tin tưởng của nửa kia. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc, sức khỏe bất ổn, cần phải nghỉ ngơi, thư giãn, quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tý. Từ vi tuổi Sửu, thứ hai, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 với bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi điều này có vẻ như bạn tuổi sửu không mấy mặn mà cho lắm với những người xung quanh không phải là vì bạn chưa giấu điều gì đó mà đơn thuần là bạn đang muốn có những khoảng lặng thư giãn riêng cho mình sau những ồn ào của cuộc sống vậy thì bạn hãy cho mình được làm cái điều đó điều mà mình muốn bạn tuổi sửu nhé trong ngày này với bạn tuổi sửu lại có được sự chia chở của thực thần chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn có khả năng chịu trách nhiệm tự chủ và sự tử tế của bạn sẽ giúp cho bạn được ghi nhận trong mắt của một nhân vật đặc biệt nào đó và đây là ngày của những mối quan hệ mới được xây dựng trên những nền tảng tích cực nữa vì vậy với bạn tuổi sửu đừng có bỏ lỡ nhé trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này làm cho bạn đang có điểm báo sức khỏe của bạn mệnh thay đổi thất thường, cộng chỉ vì bạn lâu nay không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình đúng cách, kể cả việc tập luyện nên đều đặn, không nên tập vài hôm quá sức thấy mệt mỏi rồi lại dừng lại nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, một số người đang đánh giá sai về con người của bạn vì sự hời hợt của họ. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, không phải ai cũng thích nghe những gì bạn giải thích. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, các cặp đôi vì hiểu lầm mà thêm phần xa cách. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn khó hòa giải. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút đáng kể do chăm sóc cho bản thân mình sai cách và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 92, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần nhờ có được chính ấn chia chở cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng với bạn tuổi dần đã tìm thấy được nhiều niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra nữa nhé ban tuổi dần tinh thần làm việc hăng say cũng sẽ giúp cho bạn ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình đồng thời bản mệnh cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình ghi điểm với cấp trên và giành thêm điểm để xét tăng lương tăng thưởng cho mình trong khoảng thời gian tới nữa rồi và ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc điều này khiến cho các cặp đôi rất dễ xảy ra sự xích mích khi có những quyết định không công khai mối quan hệ về tình cảm của mình và từ trước tới giờ bạn vẫn luôn cho rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người nhưng giờ lại thấy có lẽ không công khai là điều không khôn ngoan chút nào đối với mình nhé Vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, sự nghiệp được thuận lợi, tìm được niềm vui trong công việc. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, không ngừng cống hiến hết mình với công việc mà mình yêu thích. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, ngày này càng đến gần hơn với mục tiêu đã định. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, các cặp đôi dễ gặp phải sự xích mích trong các quyết định công khai mối quan hệ. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi Hợi Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có được trọn vẹn một ngày hạnh phúc từ những cử chỉ quan tâm từ nửa kia của mình nhiều gia đình cùng nhau bàn tính kế hoạch đi chơi xa để tình cảm ngày một thêm phần gắn kết hơn với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn hãy lắng nghe bản năng của mình mách bảo, chúng đang gửi đến cho bạn những thông điệp giá trị với sự chia sẻ của thiên ấn trợ mệnh. Khi bạn có được các thông tin cần thiết thì các kế hoạch mà bạn đã vạch ra từ trước đó sẽ dần dần đi vào trọng tâm của bạn mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho những quyết định liên quan tới vấn đề tiền bạc của bạn. Do đó, với bạn tuổi Mão nên tránh quyết định đầu cơ hoặc là có kế hoạch đầu tư vào những dự án mà bản thân bạn không hiểu gì hay là chưa còn chắc chắn nhé vài câu quyết cho bà tuổi mão trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy thời tiết thay đổi khiến cho cơ thể mệt mỏi dễ mắc bệnh vặt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chớ có chủ quan lơ là dễ mắc sai sót không đáng có tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ bạn là người hiểu chuyện và đánh giá được tình hình từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc tình cảm lứa đôi ngày càng thêm phần bền chặt từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 47, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thìn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ thiếu tập trung lơ đãng của mình trong mọi công việc, nếu không muốn bản thân mình vướng phải những rắc rối không đâu. Và ngày này với bạn tuổi thìn, đến chính bản thân của bạn cũng không biết mình đang làm gì, thì chắc chắn cũng sẽ mãi dậm chân mà tại chỗ mà thôi. Bên cạnh đó, với bà tuổi thìn trong ngày này, dù chỉ một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã làm vừa qua. Càng trong thời điểm quan trọng thì với bà tuổi thìn càng cần phải có được sự tập trung trí lực và nỗ lực tối đa hơn nữa nhé. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn, sức khỏe của bạn mệnh đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, bạn cần phải sắp xếp thời gian để cho công việc không ảnh hưởng tới quá trình, tới cuộc sống của mình. Bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để nạp lại năng lượng tăng cường về sức khỏe cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ lơ đảng của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ vướng phải những rắc rối không đâu, do mất tập trung khi làm việc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc hiểu rõ về những điều mình đang làm và cố gắng sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho công sức của bạn đổ xuống sông xuống bể. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng có để cho công việc bị ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi Tuất tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 với bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ nhớ rằng không hề đơn độc việc gì mà bản thân bạn không đủ khả năng xử lý thì bạn vẫn có thể nhờ tới sự hỗ trợ của những người xung quanh mình chỉ cần bạn chủ động lên tiếng là sẽ có người nhiệt tình giúp đỡ cho bạn ngay mà thôi nhé Hẳn nhìn với bạn tuổi tỵ muốn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề ngày hôm nay, nhưng bạn đang có kiếp tài chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn. Đừng có vì thế mà làm tổn thương cảm xúc của bất cứ ai. Bạn nên tinh tế một chút để hiểu được những mong đợi, hy vọng của họ có như vậy thì sẽ tốt hơn nhé. Và với bạn tuổi tỵ trong ngày này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho họ vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh có được sự bình yên cần thiết sau một ngày làm việc bận rộn. Bạn có được những phút tĩnh lặng để chăm sóc cho bản thân mình đúng cách. Dù là một vài bài tập nhẹ nhàng hoặc là đắp mặt nạ hoặc là nghe vài bản nhạc mà mình yêu thích sẽ rất phù hợp cho bạn khi này. Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này. tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong từng hành động, đừng có để xảy ra sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đừng có bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết những mâu thuẫn giữa đôi bên. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nếu muốn thành công, hãy luôn giữ sự khiêm tốn bên mình. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện như mong muốn. Về đánh giá của bạn tuổi tị trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Ừ, với tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày của ngũ hành, ngọ mùi hợp nhật nguyệt. Cái điều này cho thấy bạn tuổi ngọ đang có được cảm giác thoải mái với những mối quan hệ hiện tại mà mình đang có. Và họ là chỗ dựa về tinh thần đáng tin cậy. Với bạn cũng có thể thoải mái trò chuyện với họ những vấn đề mà bạn đang lưu giữ ở trong lòng mình bấy lâu nữa nhé với bàn tử ngọa trong ngày này bằng chính năng lực của mình bàn tử ngọa đã giành lấy được cơ hội để gia tăng về tài lộc cho mình ngày hôm nay sự linh hoạt trong cách ứng biến của bạn sự siêng năng của bạn đã nhận được những phản hồi tích cực tài lộc được dồi dào thoải mái trong việc chi tiêu nếu như trong ngày này bạn nhận được lời mời ăn uống bạn cũng đừng có vội từ chối bởi bữa ăn cùng bạn bè những người thân quen sẽ thực sự làm cho bạn vui vẻ hơn rất chi là nhiều nữa và với bạn Tứ ngọ trong ngày này lại đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ cái điều này giúp cho bạn đang có được vận đào hoa nở rộ, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Bạn có được nhiều cơ hội để lựa chọn đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên, bạn phải cần luôn nhớ rằng tất cả chỉ là mới ở mức thăm dò và quyên biết muốn tín xa hơn nữa thì cần phải có thời gian tìm hiểu cho chính chắn, kỹ càng. Thế nên, bạn cũng đừng có vội vã, quá vò vập sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo và tới nhanh sẽ đi nhanh mà thôi nhé. Ngày này, bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Hôm nay, hứa hẹn bạn đi ngủ sớm và có được giấc ngủ ngon như ý muốn nữa về câu quýt cho bà tuổi Ngọa trong ngày thứ hai này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh nghiêm bạn đã có được những chỗ dựa về tinh thần đáng tin cậy từ những người thân yêu của mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy sự linh hoạt trong cách ứng biến của bạn sẽ có được cơ hội để giá gia tăng tài lộc về cho mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tinh thần vui vẻ cho nên sức khỏe được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, đừng có bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt mình. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đào hoa nở rộ, có được nhiều cơ hội để lựa chọn đối tượng phù hợp nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 28 số 86 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022. Thực thần chiếu mời cái điều này sẽ giúp cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi, suôn sẻ hơn rất chi là nhiều. Về các mối quan hệ xã giao của bạn được tốt đẹp, mang đến cho bạn có được cơ hội về hợp tác làm ăn với những đối tác đầy tiềm năng, đáng tin cậy, hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên nhé. Và ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thổ khí vượng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không được chủ quan với vấn đề sức khỏe của mình. Vì có thể bạn đang tin rằng mình khỏe nhưng cơ thể của bạn có nhiều dấu hiệu tiềm ẩn bạn không thể nào biết được. Với bạn tuổi mùi đang không thực sự lắng nghe cơ thể của mình vì mãi chạy theo các mục tiêu của cuộc sống nữa đó nhá. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm nhâm dần, theo khổng minh là ngày thiên tặc. 6. Xuất hành không thuận lợi, nghiệp khó thành, cầu tài mù mịt, kiện cáo nên trì hoãn thì hơn, người đi xa chưa có tin trở về, điểm báo hao tài, tốn của nên phòng ngừa sự cãi cọ vạ từ miệng mà ra, làm việc chậm, có sự lâu la. Và ngày này cũng là ngày Nguyệt Kỵ, màu năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bà tuổi mùi trong ngày này, không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có được cơ hội phát triển bản thân mình đang đến rất gần. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy suy nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tránh xa những chuyện bao đồng, thị phi. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân luôn rình rập chờ đợi cơ hội để hãm hại. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc công việc không được thuận lợi cho lắm mang tính chất tạm thời. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi hợi.

xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính tài che chở điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi thân có được nguồn tài chính vững chắc trong ngày hôm nay thậm chí có những người có được doanh thu dồi dào nhờ vào việc bán hàng có sức tăng trưởng mạnh mẽ hơn trước rất chi là nhiều một số lời khuyên về tiền bạc của một số người có kinh nghiệm lúc này cũng rất đáng giá để cho bạn làm thiêu nữa nhé ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có được sự cải thiện và ngày một trở nên tốt hơn. Điều này một phần là nhờ vào việc bạn có được sự lạc quan với cuộc sống và không còn buồn phiền nhìn vì những vấn đề trong quá khứ nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, cái chuyện tình cảm của bạn nên bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn mà bạn đang gặp phải, tìm cách để ngồi lại, trò chuyện, tâm sự với người ấy nhiều hơn nữa. Tình yêu đủ lớn thì sẽ có thể chiến thắng được mọi thứ, đừng có quá căng thẳng, cố chấp, khăng khăng theo ý của mình bạn tuổi thân nhé. Và ngày này, theo hải thượng lạt ông, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm nhâm dần, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bản tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bản tuổi thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nguồn tài chính vững chắc, sẽ có được nguồn thu dồi dào từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa sự nỗ lực và cố gắng không bền bỉ cho tới cùng là chìa khóa giúp cho bạn thành công từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ lứa đôi vì tranh cãi cho nên chiến tranh lạnh kéo dài từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có được sự ghi nhận của mọi người xung quanh từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện tình cảm tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn trước về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 48, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay để hoàn thành những mục tiêu về doanh thu về dự án đầu tư rất chi là nhiều Ngày này, người kinh doanh, buôn bán sẽ được nhiều người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan và nếu như bạn nắm bắt được cơ hội này thì bản mệnh sẽ đạt được những bích dưa bước tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình nhé. Tuy nhiên với bà tuổi Dậu trong ngày này một điều mà bạn cần phải lưu ý là khi làm việc nhóm không có ai có thể phủ nhận tài năng của bạn nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác. Bạn hãy luôn biết tôn trọng ý kiến của những người khác nữa bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày có thổ sinh cho kim vượng, báo hiệu cho chuyện tình cảm lứa đôi của bạn đang có được sự dạt dào cảm xúc thăng hoa đủ đường, cho nên với bạn tuổi dậu, chỉ cần nghĩ đến ở bên người đó là bao nhiêu khó khăn của bạn đều tan biến hết. Cuối ngày bạn hãy dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, hẹn hòa cùng với nửa kia, tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn, cùng chia sẻ về một ngày dài, cũng như là động viên nhau để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống bạn tuổi dậu nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hoàn thành suôn sẻ các mục tiêu, kế hoạch trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa được giới thiệu cho các mối làm ăn khá quan, cần phải biết nắm bắt được thời cơ. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, đừng có lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi dạt dào, cảm xúc thăng hoa đủ đường. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 70, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất

Với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn Tuất Sửu Mùi và đây sẽ là tác nhân làm kìm hãm năng lực của bạn. Điều này làm cho bạn cần phải cố gắng bình tĩnh để suy xét mọi vấn đề. Bạn hãy đặt mọi thứ vào sự kiểm soát và quan sát xung quanh mình để có được bức tranh tổng thể. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước. Vậy thì chẳng có lý do gì làm cho bạn phải nóng ruột cả bạn tuổi Tuất nhé thương quan chiếu mệnh điều này nhắc nhở bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này nếu như không muốn gặp phải những rắc rối về tiền bạc thì cách tốt nhất là bạn đừng có chi tiêu thiếu đi sự tính toán bạn có thể đem lại niềm vui cho mình bằng những điều bình thường đơn giản như thế là đọc một cuốn sách hay hay là xem một bộ phim tâm lý hay là nhâm nhi một món nào đó mà bạn yêu thích chẳng hạn nhé thổ khí vượng Điều này tác động xấu lên sức khỏe của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang có bệnh nền. Do đó, hôm nay lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tĩnh tâm, dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn, đừng có suy nghĩ quá nhiều vì chúng chẳng thể giúp ích được gì cho bạn cả nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh để suy xét vấn đề tuân tháo đáo hơn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đừng quên luôn duy trì những khoản dự phòng rủi ro cho mình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tiền bạc đủ đầy, không lo túng thiếu. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, học cách tích lũy và đầu tư với một số tiền mình có trong tay. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hãy sắp xếp thời gian, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Với đánh giá của bạn tử Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 79, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hỏi thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bà tuổi hỏi nhờ có ngũ hành tam hợp phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi hỏi có được những phút giây hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, nhất là đối với những ai đang còn độc thân, được người ấy cư xử rất ngọt ngào, dễ thương theo cách mà bạn chưa từng được thấy. Thế nhưng, bà tuổi hợi, bạn hãy để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng có quá kỳ vọng vào điều gì mới mẻ trong ngày hôm nay nhé. Ngày này với bà tuổi hợi, lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này dự báo những nỗ lực giải quyết những vấn đề đang còn tồn động của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi một ngày trôi qua đầy khởi sắc với vô vàn những tín hiệu vui. Và bà tuổi hợi, bạn hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ thấy rằng thời gian qua đi không lãng phí chút nào trong ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này cho thấy yếu tố thời tiết đang có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh trong cái thời điểm này. Do đó, nếu như đi ra ngoài đường, bạn tuổi hợi nên xem dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục cho phù hợp nhé. Và đặc biệt đó, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm nhâm dần, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó đạt được những điều như ý muốn. Vì vậy với bà tuổi hỏi, không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để phòng tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về câu quyết cho bà tuổi hỏi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa bạn đang có được những phút giây ngọt ngào bên người mà mình yêu thương tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đôi lứa thêm phần mặn nồng và thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc sức khỏe đang ảnh hưởng tới những quyết định của bạn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim vị thế của bản thân bạn được khẳng định khó giáo được niềm vui tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên chú ý tới cách hành xử của bản thân mình trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại